Cuộc sống vợ chồng. Thực sự là em trai tôi từ chối gặp tôi sao? Lần nào cũng vậy. Hay là trong đó đã có chuyện gì xảy ra với nó? Tôi thấy cậu ấy không hòa đồng với các phạm nhân khác. Nhưng cô yên tâm, chúng tôi sẽ lưu ý về trường hợp này. Nó vốn là đứa hiền lành, hoạt bát, chỉ vì một phút nông nổi mà giờ ra thế này. Những người ra khỏi đây có lẽ sẽ rất khó để làm lại cuộc đời. Ôi mẹ ơi! Tưởng giấy gai không? Đáng sợ thế nào chứ? Không ngờ lại sợ sống sợ cơ. Sao mãi mà xe chưa đến nhỉ? Ôi mẹ ơi, mẹ ơi. Tôi xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ người trong gai góc như chị lại sợ sấm sét như thế. Em không ngờ bà chị bạo lực của mình lại sợ sấm sét thế. Tôi có thể giúp gì được không? Cậu cũng thích hồ Bình An. Đoạn đường đến đó ngoằn ngoèo nhưng lại rất thú vị. Tôi đang định ngày kia đi. Nếu không bận gì, cậu có muốn đi cùng tôi không? Cậu nói thật chứ? Tất nhiên là thật rồi. Bọn mình mới gặp nhau mà mình thấy rất 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 hợp nhau. Mình tưởng chỉ mình thấy thế, không ngờ cậu cũng vậy. Được, chúng ta hẹn ngày kia cùng đi hồ Bình An. Không gặp không về. Được lắm, không gặp không về. Đó là nơi mình và em trai thường đến. Cái thời trước khi nó đi tù, từ ngày vào tù, lần nào nó cũng từ chối gặp mình. Thật không biết có chuyện gì xảy ra với nó. Vậy mà mình cứ tưởng cậu ấy cũng là phạm nhân mới ra tù như mình. Nhìn cậu thế này, chắc cũng đến đây thăm người thân đúng không? Thật ra mình xe đến rồi kìa. Cậu còn ngồi ngẩn ra đấy làm gì? Nhanh lên xe thôi. Ôi Lâm, cháu được ra tù rồi đấy hả? Bác là bố Trung đây. Dạ bác nhận ra cháu ạ. Sao lại không nhận ra? Có lần Trung nó cho bác xem ảnh, mà lần nào vào thăm nó cũng kể về cháu. Trung bảo trong đó cháu đã giúp đỡ nó rất nhiều. Không có gì đâu bác ạ. Người chết thì cũng đã chết rồi. Cháu cũng đã phải vào tù ra tội nhiều năm nay, giờ quên hết, tu chí mà làm lại từ đầu thôi cháu ạ. Thật đáng sợ, cậu ta từng ngồi tù vì tội giết người ư? Đúng là nhìn bề ngoài không thể ngờ được. Có lẽ nếu ngay từ đầu mà biết mình từng là phạm nhân, chắc cậu ấy sẽ không cởi mở, thân thiện với mình như vậy. Mình biết mà, ai ai cũng khuyên những người phạm tội hoàn lương để trở về xã hội. Nhưng xã hội lại chẳng một ai chịu gạt bỏ định kiến đối với những người từng vào tù ra tội. Hôm nay là ngày mình hẹn đi hồ Bình An với Lâm. Mình thật quá nông nổi. Lúc đó có lẽ là một phút yếu lòng, mình đã không ngần ngại để mở lòng với một người xa lạ, dù không biết lai lịch anh ta thế nào. Giờ nghĩ lại thật đáng sợ. Alo, chị ơi, là em đây. Em nhớ chị lắm, giờ em mới dám gọi điện cho chị. Trong đó có chuyện gì đúng không? Kể cho chị đi. Sau năm lần bảy lượt không chịu gặp chị, cả đời này em đã mang tiếng là phường trộm cướp, còn ai dám qua lại với em nữa. Chị cứ coi như không có thằng em này đi sẽ tốt hơn đó. Chị sợ chị mang tiếng, em định từ bạc chị luôn hả? Sao em suy nghĩ nông cạn thế? Ở trong đó cải tạo tốt rồi ra ngoài làm lại từ đầu là được. Người ta đánh kẻ chạy đi, có ai đánh người chạy lại? Thật ra chính mình cũng đã xa lánh Lâm chỉ vì biết cậu ấy từng ngồi tù. Có thật thế không chị? Có thật là mọi người sẽ bỏ qua tất cả và tha lỗi cho em không chị? Có chứ, nhất định là như vậy. Khi em trở về, mọi người sẽ gạt bỏ nỗi sợ để mở lòng và đối xử với em như bao người khác.
Mày làm tao ngộ quá. Ngoan đi nào. Mày đúng là điếc không sợ súng. Tao từng ngồi tù đấy, không sợ à? Từng là tội phạm giết người đấy, vẫn không sợ à? Mình xin lỗi, mình đã đến muộn. Cảm ơn vì cậu đã đến. Tiếng khóc của con. Phim phỏng theo câu chuyện có thật của bà mẹ Shelley Cowley sống tại California, Mỹ. Em đang làm gì vậy em yêu? Em đang xếp đồ cho con. Anh xem này, chiếc tất nhỏ xíu à. Anh thử tưởng tượng xem, lúc còn chúng ta đeo nó vào, thật dễ thương làm sao. Phải rồi, chỉ vài ngày nữa thôi, chúng ta sắp được gặp con gái rồi. Con là điều tuyệt vời nhất của chúng ta mà. Em chẳng mong gì hơn ngoài mong sinh con ra được khỏe mạnh, dù em có phải chịu bao nhiêu đau đớn. Em chỉ sợ có điều gì đó không suôn sẻ lúc lâm bồn. Sức khỏe em từ nhỏ đã không được tốt lắm. Nào, em không được nói gỡ. Em sẽ làm tốt tất cả. Anh tin như vậy mà. Không có gì phải lo lắng cả. Việc của em là hãy luôn thật thư thái, ăn ngon ngủ ngon. Như vậy sau này con chúng ta mới hay cười, vô tư hồn nhiên được chứ. Đau quá. Đau quá. Anh ở đây, cố lên em yêu. Chịu đựng cơn đau một lúc nữa thôi, chúng ta sẽ được gặp con rồi. Cố lên em. Xin anh vui lòng đứng ngoài chờ giùm. Cô Bao La, đứa bé sắp ra rồi. Nào, hít thở thật sâu vào, dồn hơi đẩy xuống vùng bụng. Cố lên nào. Không được, cô ấy sắp liệm đi rồi. Như vậy đứa bé sẽ bị ngạt mất. Tiếp tục đi nào Bao La, lấy hết sức rặn thật mạnh. Vì đứa bé, cố lên Bao La. Chúa ơi, là tiếng con tôi. Bao La, em đã làm được rồi. Bao La, Bao La. Không xong rồi, cô ấy đang nguy kịch. Chúng ta phải tiến hành cấp cứu ngay. Ôi, ơn Chúa, con tôi. Chào con gái của bố. Mẹ con thật cừ khôi phải không? Hả? Sao phải y tá mày? Vợ tôi, cô ấy, tôi vào với vợ tôi được không? Anh Chem à, anh phải thật bình tĩnh. Các bác sĩ đang dốc hết sức cấp cứu cho vợ anh. Cô ấy sẽ ổn thôi. Cô ấy sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với vợ tôi thế? Một cục máu đông đã khiến động mạch của cô ấy bị tắc và rơi vào hôn mê. Chúng ta hãy cùng cầu Chúa, hãy ban sức mạnh cho cô ấy. Hả? Sao lại như vậy chứ? Bao La... Cô ấy gần như đã mất hơi thở rồi. Có lẽ chúng ta sẽ mất cô ấy thôi. Cậu Chúa, xin hãy ban sức mạnh cho vợ con. Gắng lên em yêu, em nhất định phải sống. Anh xin em đấy. Bao La. Bác sĩ à, vợ tôi sao rồi? James à, chúng tôi thành thật xin lỗi. Chúng tôi đã làm hết mọi thứ, những gì có thể. Nhưng cô ấy đã không còn hơi thở. Chúng ta cần phải nói lời tạm biệt với cô ấy. Không, không thể như thế được. Không. Bao La, em tỉnh dậy đi em. Anh xin em mà, đừng bỏ bố con anh. Con và anh không cho phép điều đó đâu. Em có nghe anh nói gì không, Bao La? Con gái tôi đâu? Xin hãy đưa cô tôi đến đây đi. Chúng tôi sẽ cùng gọi cô ấy tỉnh dậy. Xin anh hãy bình tĩnh. Việc này, hãy đưa cô bé vào đây, để cô bé cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng của mẹ, cũng để họ nói lời tạm biệt với nhau. Em yêu, con đang nằm trong lòng của em. Em có cảm nhận được không? Em phải tỉnh lại và nhìn con của chúng ta đi em. Em đã nói là khao khát của em là được nuôi con bằng sữa mẹ. Em đã nói em nhất định phải cho con bú đến lúc 4 tuổi cơ mà. Con đang khóc vì đói kìa em. Bao La, em đừng ngủ như thế nữa. Con đang gọi mẹ đó. Mau dậy đi em.
Jem à, tôi rất tiếc, nhưng có lẽ Chúa đã gọi cô ấy về bên người rồi. Hãy để cô ấy thanh thản ra đi. Bao la, tay cô ấy vừa cử động bác sĩ ơi. Chắc chắn tôi vừa cảm nhận được như thế mà. Ôi nhìn kìa, nhịp tim của cô ấy đập lại rồi. Thật không thể tin nổi. Đúng là một phép màu nhiệm. Chính là nhờ tiếng khóc của cô bé. Cô bé đã khiến bản năng của người mẹ thức dậy, vực dậy sự sống cho Bao La. Bao La, anh biết em sẽ không rời bỏ bố con anh mà. Anh biết mà. Chị May, chị xem này, con bé bú no và ngủ rồi. Cô bé ngủ trông thật ngon lành làm sao. Bao La, thật tuyệt vời. Vì giờ đây tôi được nhìn cô khỏe mạnh và hạnh phúc như thế này. Hôm nay cô sẽ được xuất viện đấy. Thật à? Chào mừng hai mẹ con đã được xuất viện. Cảm ơn em Bao La. Em đã vì bố con anh mà trải qua mọi đau đớn. Cuộc đời anh chưa bao giờ hạnh phúc hơn lúc này. Em cũng vậy, Jem. Gia đình chúng tôi thật sự thấy biết ơn tất cả mọi người ở đây đã cố gắng hết mình vì vợ con tôi. Thật sự cảm ơn mọi người. Không, phải cảm ơn thiên thần nhỏ mới chào đời mới đúng. Chính tiếng khóc của cô bé đã cứu mạng cô ấy, đưa mẹ của cô bé trở về từ cõi chết trong thời khắc vô cùng nguy cấp. Nhờ kịp thời mang cô bé đến với mẹ, cô ấy đã cảm nhận được con của mình và bản năng của một bà mẹ đã trỗi dậy, khiến cô ấy đủ sức mạnh chống lại lưỡi hái tử thần. Đúng vậy, con chính là phép màu, là kỳ tích, con gái của bố. Cảm ơn con đã đưa mẹ trở lại với cuộc sống của chúng ta, Lily bé nhỏ của bố. Câu chuyện về nhà bác học Lương Định Của. Bộ phim này được lấy cảm hứng từ giai thoại về nhà bác học Lương Định Của, những năm ông về làm việc tại một viện nông nghiệp thuộc Thọ Xuân, Thanh Hóa. Năm 1960, chúng tôi là những sinh viên được cử về viện nông nghiệp của bác Lương Định Của để làm thực tập, trong lòng háo hức vì sắp trở thành những cán bộ kỹ thuật nông nghiệp thực thụ. Lần này tụi mình được cử về đây thực tập, xem ra ở đây lúa má, hoa màu đều tươi tốt, chắc chúng ta không phải vất vả rồi. Nghe nói bác Của là viện trưởng ở đây, rất mát tay, chúng ta thực tập dưới sự chỉ bảo của bác cũng tốt. Chào mừng các cán bộ của trường đại học nông nghiệp về đây thực tập. Cháu chào bác Lương Định Của ạ. Tôi không phải là giáo sư Lương Định Của, tôi là một cán bộ ở đây thôi. Bác Của sáng nay đi từ sớm, bác ấy giao nhiệm vụ cho các cháu đây. Hai cháu sẽ phụ trách một thửa ruộng bên thôn Đông nha. Các cháu phải tự cày, cấy lúa, thác nước. Bác ơi, chúng cháu là cán bộ nông nghiệp, sao lại phải đi cày, đi cấy hả bác? Vâng, cháu tưởng hôm nay sẽ được xem giống lúa mới chứ ạ. Đây là nhiệm vụ của bác viện trưởng Của giao cho các cháu. Bác chỉ biết nói lại như thế thôi. Giờ thì tới giờ làm việc rồi, bác còn phải làm báo cáo. Sao mà khó thế cơ chứ? Các thanh niên chưa bừa ruộng bao giờ hay sao hả? Chúng cháu là cán bộ nông nghiệp tương lai bác ạ. Chúng cháu lần đầu tiên đi thực tập nên chưa biết cày bừa bác ạ. Đây này, cháu phải cầm vào đây, giữ lưỡi bừa cho thật chắc. Còn cháu, kéo bừa thì phải khom người mới có đà kéo được. Dây phải đeo đúng hõm vai thì kéo mới nhẹ. Chúng cháu cứ tưởng về đây được ung dung đi thăm ruộng, chứ ai dè bị bác viện trưởng Lương Định Của bắt ra đồng để làm việc như là trâu ấy. Chúng cháu là cán bộ thì chỉ cần tìm ra hạt giống tốt cho bà con thôi chứ. Bác viện trưởng ở đây thật là biết lợi dụng sức lao động của lớp trẻ chúng cháu mà. Thật ra, cán bộ nông nghiệp nếu không trực tiếp làm thì làm sao biết quý công sức của bà con đã đổ ra trên những cánh đồng mà tìm ra những giống quý giúp bà con đỡ vất vả chứ. Bác là nông dân nên bác nghĩ thế thôi, chứ bác viện trưởng chắc không nghĩ thế đâu. Thấy chúng cháu là người mới về thực tập nên muốn hành thôi mà. Có khi bác ấy còn chẳng biết đâu là lúa, đâu là cỏ lòng vực ý chứ. Bác Của ơi, bác vẫn chưa về hay sao ạ? Đường đường là viện trưởng viện nông nghiệp mà ngày nào cũng lặn lội, chân lấm tay bùn. Ai nhìn thấy bác cũng tưởng là nông dân đấy ạ. Chú cứ về trước đi, tôi còn chưa xong việc. Thì ra bác là bác Lương Định Của ạ? Chúng cháu xin lỗi đã không biết ạ. Các cháu là sinh viên về đây thực tập phải không? Làm cán bộ nông nghiệp là vất vả lắm.
đây mà. Bác ấy giao cho việc này là tớ đã biết kết quả thế nào rồi. Ê, thật đen đủi, ai bảo chúng ta chọn đúng chỗ này về thực tập cơ chứ. Lạnh quá cậu à. Thì tháng này là tháng lạnh nhất trong năm mà lại. Mấy hôm nay phòng bác của toàn sáng đèn, hình như bác ấy ở lại văn phòng mà không về nhà cậu à. Chắc trời lạnh, lại nhà xa nên bác ấy ngại về đấy mà. Hay là bọn mình sang năn nỉ bác ấy về kết quả thực tập xem sao. Tớ nghĩ là khó đấy, nhưng mà cứ thử xem đi nào. Bác ơi, các cháu đây à, sao vẫn chưa đi ngủ? Chúng cháu thấy bên này còn sáng đèn nên sang hỏi xem bác có cần gì không ạ. Bác còn phải ôm những hạt giống nốt ngày hôm nay, sợ nằm xuống ngủ sai quá lại đè vào chúng. Bác ôm 5 hạt giống quý hôm nọ để ngủ sao ạ? Trời lạnh thế này, đối với bác 5 hạt giống đó vô cùng quý, không thể để nó chết được. Bác phải ủ ấm cho nó để nó có thể nảy mầm. Thì ra bác yêu những hạt giống như chính những đứa con của mình. Vậy mà chúng cháu phải là một người có tình yêu nghề vô hạn mới nâng niu những hạt giống đến thế. Hy vọng 5 hạt giống quý còn lại sẽ nảy mầm ạ. Năm hạt giống đã nảy mầm rồi. Tuyệt quá, hơi ấm của bác của đã khiến những hạt giống nảy mầm rồi. Bác ơi, năm sau là giống lúa mới, sẽ được mang vào nhân giống rộng ở khắp nơi. Mùa vụ sau cháu tin là chắc bà con sẽ có một vụ mùa bội thu bác ạ. À, các cháu là những kỹ sư nông nghiệp tương lai. Bác biết các cháu không muốn ra đồng lao động như một nông dân, nhưng các cháu phải biết có lao động cực nhọc, có đổ mồ hôi trên đồng mới thấu hiểu nỗi khổ của nông dân, mới biết trân trọng từng hạt giống. Chúng cháu hiểu rồi bác ạ. Chúng cháu cảm ơn bác. Kỳ thực tập này chúng cháu không chỉ được học về chuyên môn mà còn được học về cách sống và lòng yêu nghề từ bác. Sau khóa thực tập, chúng tôi trở lại trường. Chúng tôi nhận được một bài học vô cùng quý giá từ nhà khoa học Lương Định Của. Bằng tình yêu vô tận với nghề, ông đã nâng niu từng hạt giống bằng hết sức lực và tâm trí của mình để tạo ra những giống cây tốt phục vụ nhân dân. Không có gì khó hiểu khi ông đã được người dân cả nước yêu quý và gọi ông bằng cái tên thân mật Bác Của. Sau cơn mưa, Giám đốc Đỗ Thành Quân, xin anh bớt chút thời gian ạ. Xin anh chia sẻ về giải thưởng doanh nhân trẻ tài năng ạ. Mà chị nhà sao không ra đón anh ạ? Đúng vậy, có chồng tài năng nhận giải thưởng vinh dự thế này mà. Thưa mọi người, tập đoàn WT chúng tôi đang sắp xếp họp báo để giám đốc Quân có thể trả lời phỏng vấn sớm nhất. Bây giờ chúng tôi xin phép. Em vất vả rồi. Được làm việc cùng anh là vinh dự của em. 8 giờ sáng mai, anh sẽ chủ trì cuộc họp quan trọng. Tài liệu em đã gửi vào mail cho anh rồi đó. Anh cảm ơn em. Anh đổi giờ bay mà không báo trước để em ra đón. Tại đổi giờ đột xuất quá mà. Chị nhà hẳn phải là người vợ lý tưởng lắm. Anh vào rửa ráy rồi ra ăn cơm luôn, không bị đói. Có món nem rán mà anh thích đây nè. Anh mệt lắm nên cần nghỉ ngơi một chút. Ngày mai tập đoàn sẽ làm tiệc chiêu đãi, được cả bà xã đến tham dự đấy nha. Dạ, em cảm ơn chủ tịch ạ. Anh dùng một ly cà phê nhé. Trông anh có vẻ rất mệt. Anh đang nghĩ vụ chiêu đãi ngày mai ấy mà. Vợ anh có bao giờ đi sự kiện gì đâu, suốt ngày quanh quẩn bếp núc. Thì anh cứ đưa chị đến đi, em sẽ trang điểm cho chị lộng lẫy nhất buổi tiệc. Được thế thì tốt quá rồi. Lâu rồi không đi giày cao với mặt váy bó sát thế này, em thấy không thoải mái. Cô làng thư ký của anh đi giày cao suốt có sao đâu. Anh thấy rất nữ tính, em cũng nên thay đổi ngoại hình một chút đi. Anh nói vậy là... Không có gì đâu, anh có việc gấp phải đến công ty ngay. Tiệc vẫn diễn ra đúng 10 giờ, có gì anh sẽ alo em nha. Lịch họp báo hoãn lại rồi, hay là anh về đón chị nhà đi, mưa gió thế này à. Vợ anh đi taxi rồi, à, Lan đến chưa các em? Dạ chưa, hôm nay Lan xin đến muộn ạ. Hay là bỏ giày ra vào đấy mới đi nhỉ? Mưa gió hỏng hết cả kiểu tóc, mà không hiểu nổi bà nhỉ? Không hiểu gì cơ, thì ông Quân chứ ai nữa, không lo về đón vợ đến, lại chỉ quan tâm đến cô Lan à. Em mang tài liệu đến cho anh rồi đây ạ.
em vào trước đi, kẻo ướt hết người bây giờ. Sếp lại đi đón thư ký tình cảm thế kia. Hai người này không có gì thì tôi cứ gọi là đi đầu xuống đất. Mưa gió làm hỏng hết tóc của em rồi đây này. Có sao đâu, em lúc nào chả đẹp. Với anh, phụ nữ đẹp là vừa cá tính, vừa thời trang, năng động. Chị có sao không vậy? Ơi, chị có phải chị Vi, vợ của anh Quân không ạ? Tôi không sao, nhưng điện thoại bị hư rồi. Hay cô làm ơn báo cho anh Quân tôi bị mưa ướt, không đến được nhé. Chị Vi không sao thật chứ? Chuyện vừa rồi, dù sao chị cũng thấy hết rồi. Cũng là phụ nữ với nhau nên chúng em mạo muội chia sẻ. Chị nên dè chừng với cô ta chị ạ. Cảm ơn hai cô. Em cũng nên thay đổi ngoại hình của mình đi. Anh Quân là giám đốc tài năng, lại phong độ như thế. Với anh, phụ nữ đẹp luôn là thời trang, năng động. Vậy là anh ấy muốn mình mặc những chiếc váy kiểu cách đắt đỏ này. Spa Thanh Ngọc hân hạnh được phục vụ quý khách với các dịch vụ tắm trắng, massage da mặt. Xin lỗi, tôi nhầm máy. Đúng là mình lỗi thời quá rồi nhỉ. Mình không nghĩ việc mình chăm lo cho gian bếp, làm hậu phương cho chồng lại là sai lầm. Còn nếu anh ấy đã thay lòng thì mình giữ cũng không được. Nhân nem, củ hành đấy, cà rốt, nấm mộc, miếng nữa. Ấy thế mà mỗi người trộn tráo mỗi cách, mỗi người lại có một vị nhân đặc biệt. Rào mùa hạ lớn quá, sáng Vi cũng ướt hết. Chị này có kênh mạng xã hội chia sẻ bí quyết nấu ăn cả triệu lượt đăng ký. Mọi người đều khen chị ấy là người vợ lý tưởng đó anh. Nhưng qua những tâm sự buồn của chị ấy, nghe vẻ gia đình đang không được ổn. Video đầu tiên đăng tải vào ngày 15 tháng 2, ngày tiệc chiêu đãi công ty. Cô ấy bị ướt hết, lẽ nào Vi đã đến công ty hôm đó? Vi sẽ không bao giờ để nhân nem bị vỡ ra đâu. Dù có chuyện gì đi nữa, Vi tin mình có thể bảo vệ nó, cũng như bảo vệ gia đình của mình. Xin lỗi em, anh phải về nhà đi. Người phụ nữ trong video ấy là vợ của anh. Vi à, anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh ích kỷ và vô tâm với em quá. Anh không cần nói gì đâu, mưa đã tạnh rồi mà. Mưa mùa hạ qua nhanh lắm, ngày mai nắng lại lên thôi. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.